Một vụ giết người rùng rợn vừa xảy ra tối 27 tháng 8 năm 2011 gần chân cầu Rạch Cát, bến Phú Định, trước số nhà 52, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Tùng, 42 tuổi, ngụ tại phường 15, quận 8, chết tại chỗ. Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ông Tùng điều khiển xe gắn máy lưu thông từ hướng cầu Phú Định vào. Đi được một đoạn thì có một người đàn ông tên Toàn bám theo. Đến đoạn gần cầu Rạch Cát thì hai người dừng lại cãi nhau. Rồi hung thủ bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người ông Tùng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường. Người dân hiếu kỳ kéo đến rất đông, làm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ liền. Hơn 30 phút sau khi gây án, hung thủ đã đến công an phường 16 quận 8 để đầu thú. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.